Yeah. Không đạt kỷ lục à. Nghĩ sao? Thôi, bấm đúng rồi cho nó dễ bớt thời gian nha. Tiếp rồi á. Nếu mà anh tính dây là anh phải làm thêm một trái nữa. Trời. Tương lai đi bán dừa hay sao á. Bớt giỡn là tương lai đi bán dừa. Chứ không mới gì. Chặt dừa mà cũng quay phim. Thầy chỉ tới uống dừa nè. 54 giây, 55 giây. Vẫn chưa xong trái dừa nữa hết. 1 phút trôi qua vẫn chưa có dừa uống. Mặc dù đang rất là cố gắng. Vẫn chưa xong. 1 phút 12 giây. Trời, cái gì vậy? Vượt qua chính mình là anh thua á. 1 phút 30 giây à. À hên, 1 phút 27 giây à. Anh đúng chưa? 1 phút 27 giây. Ô quên.